Chào mừng quý vị quay trở lại với channel OPBIS. Thống kê cho thấy tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 12 kéo sang Đại hội 13, đến nay Việt Nam đã xử lý kỷ luật 113 cán bộ diện trung ương quản lý, trong đó có 4 ủy viên bộ chính trị cùng nhiều tướng lĩnh cấp cao thuộc các lực lượng vũ trang. Dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, công cuộc chống tham nhũng của Việt Nam đạt nhiều thành tựu rất tích cực. Cả hệ thống chính trị đều nỗ lực quyết tâm, quyết liệt phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tuy nhiên câu hỏi đặt ra, vì sao vừa qua chống tham nhũng quyết liệt như vậy, xử lý nghiêm nhiều cán bộ đảng viên vi phạm, cả cán bộ cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu với tôn chỉ không có vùng cấm, không có ngoại lệ như vậy, nhưng hiện vẫn xảy ra nhiều vụ án tham nhũng tiêu cực lớn gây bức xúc trong dư luận. Để biết lý do tại sao, xin mời quý vị cùng OVBIS tìm hiểu chi tiết trong video. Đã có đến 4 ủy viên Bộ Chính trị đã bị xử lý, vì sao vẫn còn nhiều vụ tham nhũng lớn Bốn ủy viên bộ chính trị đã bị xử lý kỷ luật. Ngày 18 tháng 10 năm 2023, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội thảo góp ý với báo cáo chuyên đề Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam. Thống kê được công bố cho thấy tại nhiệm kỳ Đại hội 12 vừa qua, Việt Nam đã xử lý kỷ luật 113 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó 27 cán bộ là ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, đặc biệt có 4 cán bộ thuộc bộ chính trị đã bị xử lý kỷ luật bao gồm: một Đinh La Thằng Từng là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 2011-2016, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 2008-2011, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 2005-2008, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà 2001-2003. Trong Đảng, ông từng là Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10-11, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 2016-2017. Ngày 9 tháng 5 năm 2018, trong khi phiên tòa phúc thẩm xử ông Đinh La Thăng đang diễn ra, thì Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 trong hội nghị lần thứ 7 đã quyết định kỷ luật khai trừ Đinh La Thăng ra khỏi đảng. Cuối cùng, Đinh La Thăng phải nhận tổng án 30 năm tù vì những sai phạm mà mình đã gây ra. Ông cũng là ủy viên Bộ Chính trị đầu tiên phải vướng vào vòng lao lý. 2. Hoàng Trung Hải Từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu thành phố Hà Nội, đại diện cho thị xã Sơn Tây và các huyện Ba Vì, Phúc Thọ và Thạch Thất. Ông từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 8, 11 và 13, bí thư thành ủy Hà Nội khóa 14, 2016, 2020, phó thủ tướng chính phủ Việt Nam 2007 đến 2016, bộ trưởng Bộ Công nghiệp Việt Nam 2002, 2007. Trong đảng, ông từng giữ chức ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 9 tháng 12 năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa 12 đã đề nghị xem xét kỷ luật ông Hoàng Trung Hải vì thời gian làm Phó Thủ tướng đã có vi phạm, khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với dự án Tisco 2. Từ đó, ngày 10 tháng 1 năm 2020, Bộ Chính trị Ủy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 quyết định thi hành kỷ luật Hoàng Trung Hải với hình thức cảnh cáo. 3. Nguyễn Văn Bình, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình. Ông từng là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2011-2016, nguyên trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc. Ngày 3 tháng 11 năm 2020, theo thông cáo về kỳ họp thứ 49 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả thẩm tra, xác minh nội dung phản ánh liên quan đến ông Nguyễn Văn Bình. Ngày 8 tháng 11 năm 2020, thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, hai hôm trước, Cuộc họp bộ chính trị do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, sau khi xét bối cảnh tình hình, nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quá trình công tác đóng góp của ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đối với Đảng, Nhà nước đã đưa ra quyết định kỷ luật ông Nguyễn Văn Bình với hình thức cảnh cáo. 4. Lê Thanh Hải, là cựu ủy viên bộ chính trị khóa 10, 11, cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13. Ngày 8 tháng 1 năm 2020, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, dưới sự chủ trì của chủ nhiệm Ủy ban Trần Cẩm Tú, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ngày 20 tháng 3 năm 2020, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015. Đến hội nghị lần thứ 9, ngày 16 tháng 5 năm 2024, ông tiếp tục bị kỷ luật một lần nữa. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Thanh Hải. Ngoài những ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật trên, thì còn nhiều ủy viên khác bị miễn nhiệm chức vụ khi vi phạm những điều đảng viên không được làm đó là nguyên chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nguyên chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên trưởng ban kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và nguyên thường trực ban bí thư, trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho thấy rằng cuộc chiến chống tham nhũng tại Việt Nam không có vùng cấm. Họ đều là ủy viên, nguyên ủy viên bộ chính trị, những người từng được Đảng và nhân dân trao niềm tin rất lớn nhưng lại có sai phạm và phải chịu hình thức kỷ luật khác nhau, thể hiện sự nghiêm minh của Đảng. Tính từ đầu nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng đến nay, Trung ương đã xử lý kỷ luật 95 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 19 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 23 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Đây được coi là bước đột phá trong công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng, nỗ lực phát hiện và xử lý tham nhũng, chấn chỉnh công tác cán bộ, khắc phục tư tưởng hạ cánh an toàn trong xử lý cán bộ đảng viên sai phạm tại Việt Nam. Do đó, hội thảo hôm nay được tổ chức nhằm lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các cấp các ngành ở trung ương và địa phương có nhiều kiến thức kinh nghiệm về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực để làm rõ sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực qua 40 năm đổi mới. Vì sao Việt Nam vẫn còn nhiều vụ tham nhũng cực lớn? Phát biểu khai mạc và định hướng nội dung thảo luận, ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã đề nghị các đại biểu chuyên gia, nhà khoa học dự hội thảo trao đổi, luận giải rõ sâu sắc khoa học những vấn đề lý luận về công tác phòng chống tham nhũng của Đảng qua 40 năm đổi mới, đặc biệt, ông Trạc mong hội thảo sẽ làm rõ những bước tiến mới sáng tạo về nhận thức, tư duy lý luận của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện lý luận về công tác phòng chống tham nhũng của Đảng, từ đó kiến nghị đề xuất quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa trọng tâm trước mắt nhằm tiếp tục tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới. Bày tỏ tại hội thảo, ông Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính trung ương đề nghị các đại biểu cần tập trung làm rõ những vấn đề đặt ra đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực hiện nay của Việt Nam. Trong đó có những vấn đề đặt ra qua xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực phức tạp, nghiêm trọng vừa qua. Đặc biệt là câu hỏi khó, vì sao chống tham nhũng quyết liệt thế nhưng vẫn còn nhiều vụ tham nhũng lớn xảy ra? Đề nghị các nhà khoa học, chuyên gia nêu quan điểm cho vấn đề vì sao vừa qua chống tham nhũng quyết liệt, xử lý nghiêm nhiều cán bộ đảng viên vi phạm, cả cán bộ cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ án tham nhũng tiêu cực lớn gây bức xúc trong dư luận. Các ý kiến cần làm rõ vì sao có tình trạng một bộ phận cán bộ né tránh đùn đẩy, sợ sai, không dám làm hay về mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng. Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng cũng đề nghị làm rõ về xử lý tài sản thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được hợp lý về nguồn gốc, về kiểm soát tài sản toàn xã hội vân vân 40 trong chống tham nhũng trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc lưu ý các chuyên gia nhà khoa học dành thời gian tập trung thảo luận nêu quan điểm về các giải pháp đột phá để đảm bảo sự đồng bộ các nhiệm vụ hướng tới mục tiêu 4-0 trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong đó ông đề nghị làm rõ các nhiệm vụ giải pháp để hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng tiêu cực các nhiệm vụ giải pháp để phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng tiêu cực để không dám tham nhũng tiêu cực, ông Trạc gợi mở. Cùng với đó phải làm sao xây dựng văn hóa liềm chính, không tham nhũng tiêu cực trở thành nếp sống văn hóa của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và trong các tầng lớp nhân dân để không muốn tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam. Cần tìm các giải pháp để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trung thực, công tâm, liêm khiết, tận tụy, chuyên nghiệp được trả lương và đãi ngộ phù hợp với công hiến tài năng để không cần tham nhũng tiêu cực khuyết tật bẩm sinh của quyền lực. Trong khuôn khổ của hội nghị, ông Phan Đình Trạc mong các chuyên gia, nhà khoa học trao đổi về những vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nói về vấn đề kiểm soát quyền lực, ông Trạc bộc bạch: Tham nhũng là bóng tối vươn theo quyền lực, là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực. Do đó, theo phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, cần giám sát kiểm soát có hiệu quả quyền lực để đảm bảo quyền lực được vận hành công khai, minh bạch, đúng đắn, để quyền lực không bị tha hóa. Đây là giải pháp quan trọng để phòng ngừa trị tận gốc tham nhũng tiêu cực. Trên cơ sở đó, phải tìm ra giải pháp đột phá để hoàn thiện cơ chế giám sát quyền lực trong công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng. Trên đây là thông tin vì sao Việt Nam còn nhiều vụ tham nhũng lớn, dù đã có đến 4 ủy viên Bộ Chính trị đã bị xử lý. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OVBiz. Xin chào và hẹn gặp lại.